Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam 3 tân binh gồm Ari Arnold-Smith, Nguyễn Hải Huy và Vũ Thiên Quang. Ari Arnold-Smith cùng một tân binh khác là Hải Huy bắt cặp tập luyện với nhau trong phần khởi động ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều ngày 15 tháng 3. Ari Arnold-Smith đang được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt trên tuyển khi đang giữ được phong độ tương đối ấn tượng trong màu áo của câu lạc bộ Bình Định, góp công giúp đội bóng đứng thứ tư trong bảng xếp hạng V-League 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết Ari Arnold-Smith không gặp vấn đề về mặt giao tiếp với các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam do có thể nói được tiếng Việt ở mức cơ bản. Với việc những Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng đều vắng mặt vì chấn thương, Ari Arnold-Smith có thể là một lựa chọn chất lượng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho vị trí trung vệ. Với việc những Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng đều vắng mặt vì chấn thương, Ari Arnold-Smith có thể là một sự lựa chọn chất lượng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho vị trí trung vệ trong hai trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Oman và đội tuyển Nhật Bản. Ngoài Ari Arnold-Smith, Nguyễn Hải Huy từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc gọi anh lên tuyển. Ở lần lên tuyển này, Ari Arnold-Smith sẽ phải cạnh tranh gắt gao, xuất thi đấu ở trung tâm hàng thủ. Anh sẽ phải thể hiện sức mình, có thể tìm kiếm một suất ra sân với các đồng nghiệp Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình hay là Đức Chiến. Hey! 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 H